Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy, ngày 14 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Huyện Yên Mỹ có 1.000 người tham gia hiến máu tình nguyện. Gia đình ông Nguyễn Văn Phi ở thôn Bình Lăng, xã Tiền Phong, huyện Ân Thi thu hoạch nhãn sớm cho giá trị kinh tế cao. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới ở Phù Cử đem lại hiệu quả thiết thực. Tỷ lệ mất cân bằng giới tính và sinh con thứ ba ở huyện Tiên Lữ tăng cao. Taekwondo Hưng Yên giành nhiều huy chương tại giải vô địch trẻ toàn quốc năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, cũng như các địa phương khác trong tỉnh, gần một năm trở lại đây, số thu từ đất dôi dư của huyện Văn Giang đạt thấp, thậm chí nhiều xã còn không xử lý được mét vuông nào. Đến thời điểm này, huyện Văn Giang xử lý được trên 15.000 mét vuông đất dôi dư với số tiền thu được trên 13 tỷ đồng. Trong đó, các xã Cửu Cao, Xuân Quan, Nghĩa Trụ, Thắng Lợi là những địa phương có số thu thấp, thậm chí từ gần một năm nay còn không xử lý được mét vuông nào. Bên cạnh nguyên nhân là người dân không hợp tác, không muốn nộp tiền phần đất thừa vì cho rằng giá thu còn cao, thì chính quyền các địa phương cũng chưa thực sự quyết liệt, thậm chí còn đùn đẩy, né tránh, chưa tích cực tuyên truyền vận động, nên không đưa ra được phương pháp xử lý hiệu quả sau khi đã xác định diện tích dôi dư. Đây cũng là tình trạng chung của nhiều địa phương trong tỉnh. Theo tổng hợp từ Sở Tài nguyên, thì các huyện gần một năm nay không tổng hợp báo cáo số thu từ xử lý dôi dư, mà chỉ chủ yếu tập trung xin quy hoạch bán đất giãn dân. Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh và kế hoạch số 48 của Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm về việc giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang giao thông thủy lợi, ngày 11 tháng 7 năm 2018, thị trấn Như Quỳnh đã tổ chức giải tỏa các công trình vi phạm hành lang giao thông đường bộ trên tuyến đường DT385 thuộc khu vực chợ Như Quỳnh. Theo đó, toàn bộ lều lán, máy vẩy, biển quảng cáo lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường tỉnh 385 thuộc khu vực chợ Như Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh nằm trong diện bị giải tỏa. Qua công tác tuyên truyền vận động của các ban ngành đoàn thể trước đó, các hộ đã tự giác tháo dỡ một phần công trình vi phạm. Tuy nhiên, để xử lý dứt điểm, lực lượng chức năng đã tiến hành ủi xúc phần còn lại của các trường hợp vi phạm. Đến 17 giờ cùng ngày, cơ bản đã giải tỏa xong 43 trường hợp vi phạm, trả lại sự thông thoáng cho hành lang giao thông đường bộ. Ban giải tỏa của thị trấn Như Quỳnh đã bàn giao cho ngành chức năng thuộc Ủy ban Nhân dân huyện để quản lý và chống tái lấn chiếm theo quy định. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cũ không còn giá trị vì đã được cấp giấy chứng nhận mới, nhưng giấy chứng nhận mới lại không được nhận do diện tích tăng mà nộp tiền phần đất dôi dư để lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới thì trái quy định. Đây là thực tế đang tồn tại ở xã Đông Kết, huyện Khói Châu. Theo cán bộ địa chính của xã cho biết, hơn 400 giấy chứng nhận hiện không trao trả cho dân đều có chung lý do là diện tích tăng so với giấy chứng nhận cũ. Theo quy định, thì phải hoàn thiện nghĩa vụ tài chính phần diện tích tăng, sau đó mới được cấp đổi giấy chứng nhận. Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ số giấy chứng nhận đã cấp trên sẽ phải thu hồi. Sau đó các hộ muốn cấp đổi thì phải tiến hành làm thủ tục nộp dôi dư, thậm chí là đo đạc lại. Nếu đo đạc lại, người dân phải chịu phí đo đạc. Điều đáng nói là số giấy chứng nhận trên được cấp theo dự án VLAP từ năm 2011 đến năm 2012, mà đến nay vẫn không tiến hành đề nghị thu hồi. Hơn nữa, vì sao địa phương biết diện tích tăng mà vẫn ký hồ sơ đủ điều kiện trước khi cấp giấy chứng nhận? Việc thu hồi giấy chứng nhận không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn khiến cho người dân rơi vào tình trạng dở khóc dở cười. Hiện nay, gia đình ông Nguyễn Văn Phi ở thôn Bình Lăng, xã Tiền Phong, huyện Ân Thi bắt đầu thu hoạch vụ nhãn. Năm nay, nhãn đạt năng suất, giá bán đầu vụ cao, ước tính vườn nhãn của gia đình ông Phi cho thu lãi trên 200 triệu đồng. Với kinh nghiệm 30 năm trồng nhãn, ông Phi đã nhân được giống nhãn đầu dòng, có cả trà chín sớm, trà trung và chín muộn. Đầu tháng 7 dương lịch, ông Phi đã có nhãn ngon cung cấp ra thị trường. Thương lái đến tận vườn thu mua với mức giá bán khá cao, từ 30 đến 60 nghìn đồng một kg. Chất lượng quả nhãn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Mẫu mã to đẹp, cùi dày, giòn, vị ngọt và có mùi thơm đặc trưng. So với vụ nhãn trước, năm nay vườn nhãn có diện tích 1 mẫu rưỡi của gia đình ông Phi cho năng suất cao hơn, ước tính đạt trên 6 tấn quả.
Ngoài ra, ông Phi còn cung cấp cây giống ra thị trường với giá bán trung bình từ 40.000 đồng đến 100.000 đồng một cây. Sau 10 năm sang Hàn Quốc sinh sống và làm việc, anh Tuyến lại trở về quê hương để phát triển kinh tế. Đến nay, anh là chủ của một xưởng gỗ tạo việc làm cho gần 20 lao động tại địa phương, đem lại thu nhập ổn định. Những năm qua, anh Hoàng Trung Tuyến ở thôn Duyệt Văn, xã Minh Tân là một trong nhiều tấm gương điển hình của địa phương. Sau hơn 10 năm học tập và lao động tại Hàn Quốc, anh Tuyến quay trở lại về quê hương để phát triển kinh tế. Tận dụng lợi thế và nhu cầu sử dụng sản phẩm nội thất của thị trường trong và ngoài địa phương, anh đã đầu tư các trang thiết bị với số vốn hơn 20 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tạo việc làm cho gần 20 lao động là người dân của địa phương, với mức thu nhập trung bình từ 5 triệu đến 6 triệu đồng một người trên tháng. Đến nay, mô hình sản xuất đồ gỗ nội thất của gia đình anh mỗi năm cho thu lãi gần 300 triệu đồng, đem lại thu nhập ổn định cho gia đình. Thưa quý vị và các bạn, mang phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, thế hệ cựu chiến binh xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ luôn phát huy tinh thần xung kích trên mọi mặt trận, đóng góp không nhỏ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Tiêu biểu là cựu chiến binh Vũ Công Ngoại, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh số 8, thôn Đa Quang. Năm 1971, khi mới 16 tuổi, ông Vũ Công Ngoại đã xung phong nhập ngũ đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Ông chiến đấu anh dũng ở khắp các chiến trường Việt Nam. Năm 1977, ông trở về quê hương với đầy những vết sẹo do chiến tranh để lại. Là thương binh hạng 4/4, nhưng không chịu khuất phục trước khó khăn, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Từ đó đến nay, ông tham gia tích cực các phong trào của địa phương. Với vai trò là chi hội trưởng, ông Vũ Công Ngoại luôn sát sao hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà địa phương giao phó, tích cực vận động hội viên đóng góp sức người, sức của để xây dựng các công trình công cộng. Bản thân ông luôn đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Ông đã ủng hộ 30 triệu đồng cho nhà trẻ của thôn để lắp đặt điều hòa, quạt hơi nước cho các cháu. Ủng hộ tu bổ chùa thôn, đền thờ Hoàng Hoa Thám với số tiền trên 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, ông vận động các con cháu ủng hộ trường trung học cơ sở Dị Chế và khuôn viên Ủy ban Nhân dân xã hơn 50 cây cổ thụ trị giá cao như hoa sư đỏ, Osaka với tổng trị giá trên 400 triệu đồng. Trong công tác hội thì đồng chí tham gia rất nhiệt tình và luôn hoàn thành tốt mọi cái nhiệm vụ mà hội cơ sở giao cho. Và đối với công tác xây dựng địa phương, đặc biệt là phong trào cựu chiến binh tham gia xây dựng nông thôn mới, thì đồng chí đã vận động gia đình, các con, cháu đóng góp tiền mặt và cây xanh. Giờ đây ông Ngoại luôn tâm niệm, việc mình làm không chỉ cho mình mà còn cho các thế hệ mai sau. Những việc làm của ông và gia đình đã trở thành điển hình để mọi người cùng noi theo, chung tay xây dựng quê hương Dị Chế ngày càng phát triển. Chương trình thời sự sẽ được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Huyện Yên Mỹ vừa tổ chức phát động chiến dịch thanh niên học sinh, sinh viên tình nguyện hè và hiến máu tình nguyện năm 2018. Với khẩu hiệu hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp, mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, đã có khoảng 1.000 đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ và người dân đăng ký hiến máu. Kết quả sau một ngày phát động, huyện Yên Mỹ đã thu được 431 đơn vị máu. Đặc biệt phải kể đến gương anh Luyện Văn Hùng, đoàn xã Ngọc Long với việc 14 lần tham gia hiến máu, anh Đương Đình Sang, Trung tâm Văn hóa và Thể thao huyện 9 lần hiến máu, anh Nguyễn Xuân Tùng, Bí thư huyện đoàn hiến máu 6 lần. Đây là hoạt động có nghĩa thiết thực và nhân văn, toàn bộ số máu sẽ được trao trực tiếp cho Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để giúp đỡ các bệnh nhân nghèo. Với mong muốn các em thanh thiếu nhi trong toàn huyện có kỳ nghỉ hè lý thú, trong dịp hè này, Đoàn Thanh niên các xã của huyện Khoai Châu đã triển khai nhiều sân chơi và hoạt động hè bổ ích thu hút được đông đảo các em tham gia. Sau khi xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động hè, đến nay 100% cơ sở đoàn thị trấn trong huyện đã nổi trống tổ chức cho thanh thiếu nhi luyện tập các bài múa hát tập thể và tập nghi thức đội để chuẩn bị cho hội chạy hè ở xã thị trấn vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8 tới. Việc tổ chức tập bơi phòng chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè đã được các cấp bộ đoàn trong huyện quan tâm. Ngoài việc duy trì bể bơi, ao bơi cho trẻ em, thì năm nay huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trong huyện tiếp tục triển khai nâng cấp cải tạo bể bơi, ao bơi cho thanh thiếu nhi.
đẩy mạnh các phong trào bảo vệ môi trường, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng với chủ đề Ngàn hoa việc tốt dâng Đảng quang vinh đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo các em thanh thiếu nhi tham gia. Thời gian tới, huyện đoàn Khoái Châu còn phối hợp với các ban ngành tổ chức nhiều cuộc thi như giải bóng đá, giải bơi, cuộc thi giai điệu tuổi hồng cho các em thanh thiếu nhi. Thời gian gần đây, nhiều xã ở huyện Tiên Lữ có tình trạng mất cân bằng giới tính giữa bé trai và bé gái và tỷ lệ sinh con thứ ba đang có chiều hướng gia tăng. Năm 2017, tỷ số giới tính khi sinh toàn huyện là 113 bé trai trên 100 bé gái. Các xã có tỷ lệ mới sinh chênh lệch cao như xã An Viên là 151 bé trai trên 100 bé gái, thị trấn Vương 148 bé trai trên 100 bé gái, Thụy Lôi 147 bé trai trên 100 bé gái. Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2018, ở xã Ngô Quyền và Thụy Lôi, tỷ lệ giới tính khi sinh đều trên 200 bé trai trên 100 bé gái. Điều đáng nói, tỷ lệ sinh con thứ 3 ở huyện Tiên Lữ cũng ở mức báo động. Năm 2017, có trên 200 trường hợp sinh con thứ 3, chiếm tỷ lệ 13%. Trong thời gian tới, Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình huyện Tiên Lữ chú trọng công tác tuyên truyền, phân tích nguyên nhân, giải pháp kiểm soát và giảm thiểu tình trạng trên, đặc biệt ở các xã có tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh cao. Trong vài năm trở lại đây, Hưng Yên luôn là một trong những tỉnh thành có tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh cao nhất cả nước. Hiện nay tình trạng này vẫn chưa thuyên giảm bởi nhiều người dân vẫn còn thờ ơ với hệ lụy của việc mất cân bằng giới tính. Theo số liệu từ Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh, năm 2016, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh của tỉnh là 119,7 bé trai trên 100 bé gái. Năm 2017, tỷ lệ này là 120 bé trai trên 100 bé gái. 5 tháng đầu năm 2018, tỷ lệ này vẫn tiếp tục tăng là 122,4 bé trai trên 100 bé gái. Trong đó, các huyện có tỷ lệ mất cân bằng giới tính cao như Khoái Châu, Văn Giang và thành phố Hưng Yên. Gia đình này đã có 3 cô con gái, 9 năm sinh 3 con, đứa thứ hai chỉ cách đứa thứ ba 1 tuổi, nhưng có thể chúng sẽ nhanh chóng có thêm em, bởi đứa em trai được cả nhà mong ngóng vẫn chưa ra đời. Tại một gia đình khác, dù đã có 2 cô cháu gái xinh xắn, người bà này vẫn tiếp tục mong có một đứa cháu trai để có người nối dõi tông đường. Các cụ nhà ta vẫn bảo là có nam thì mới được dài đời, chứ còn nữ thì chỉ được ngắn đời thôi. Cũng như bảo là bây giờ nếu như tuổi già mà con gái thì không được dựa nhiều bằng con trai. Con gái còn lo công việc của nhà chồng, thế con trai thì mấy con dâu thì mới chính thực là con mình thì mới được dựa vào. Trong gia phả của dòng họ này, chỉ có con trai mới có tên nối dõi tông đường, con gái được quan niệm con người ta. Nhà nào không có con trai coi như tuyệt tự và cây gia phả không được tiếp nối. Khát con trai là thực trạng đang tồn tại ở rất nhiều dòng họ, nhiều gia đình tại nhiều địa phương. Và thực tế cho thấy, càng vùng kinh tế phát triển, những gia đình càng khá giả và trình độ học vấn cao thì mất cân bằng giới tính khi sinh lại càng cao. Hiện trong nhiều mái nhà, mâu thuẫn gia đình không thể hóa giải vì không có con trai. Cái hệ lụy của nó thì không thể xảy ra ngay lập tức được, cho nên là người dân thì không thể nhận thức ra điều đấy. Thì trong cái công tác truyền thông của chúng tôi thì cũng tập trung vào cái nội dung để cho mọi người dân nhận biết được cái hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh. 20-30 năm nữa thì rất là nhiều nam giới không có phụ nữ để kết hôn. Thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng buôn bán phụ nữ, chị em gái, rồi dẫn đến tảo hôn. Cái cấu trúc gia đình của sẽ thay đổi. Theo tính toán, Việt Nam sẽ phải nhập khẩu cô dâu trong tương lai. Nhưng sẽ không dễ dàng, bởi các thống kê nhân khẩu học cho thấy 15 năm nữa, các nước xung quanh chúng ta sẽ không dư thừa phụ nữ. Vừa qua, Đoàn Taekwondo Hưng Yên đã tham dự giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc năm 2018 và giành được nhiều thành tích cao. Tham dự giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc năm 2018 được tổ chức tại Mỹ Tho, Tiền Giang từ ngày 5 đến ngày 14 tháng 7. Đoàn Hưng Yên có 19 vận động viên, các võ sĩ tranh tài tại hai nội dung biểu diễn quyền và thi đấu đối kháng ở các hạng cân dành cho nam và nữ. Sau những trận thi đấu quyết liệt, Đoàn Hưng Yên đã giành được thắng lợi lớn với 9 huy chương ở nội dung thi đấu đối kháng và 4 huy chương ở nội dung biểu diễn quyền.
trong đó có một huy chương vàng của vận động viên Nguyễn Thị Trang thi đấu đối kháng ở hạng cân 73kg nữ, 5 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Thưa quý vị và các bạn, khoảng 8 giờ sáng ngày 13 tháng 7, tại khu vực Dốc Nghĩa, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm đã xảy ra một vụ tai nạn đường sắt khiến nhiều phương tiện bị hư hỏng, rất may không có thiệt hại về người. Theo đó, tàu hỏa của công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội lưu thông theo hướng Hải Phòng - Hà Nội khi đi đến địa phận Dốc Nghĩa, xã Chỉ Đạo đã đâm vào đuôi xe ô tô cứu hộ giao thông mang biển kiểm soát 89C15783 đang chở máy xúc di chuyển từ tỉnh lộ 380 sang tỉnh lộ 385. Sau va chạm, xe cứu hộ bị bẹp rúm phần đầu, chiếc xe máy xúc đổ nghiêng đè lên đầu chiếc xe taxi và 3 xe máy bên cạnh khiến các phương tiện bị hư hỏng nặng. Không có thiệt hại về người, khu vực này xảy ra ùn tắc khiến các phương tiện lưu thông khó khăn. Theo người dân chứng kiến, khi xảy ra vụ tai nạn, hệ thống gác chắn đèn và chuông cảnh báo không hoạt động. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ. Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh phối hợp với Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh vừa phát hiện vụ vận chuyển số lượng lớn lợn chết đã bốc mùi hôi thối trên địa bàn huyện Mỹ Hảo. Tại thời điểm phát hiện, đối tượng Hoàng Minh Trình, sinh năm 1984, có hộ khẩu thường trú xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hảo, đang vận chuyển nhiều cá thể lợn chết đã bốc mùi hôi thối với tổng trọng lượng 510kg. Đối tượng khai nhận đi thu mua các địa phương trong tỉnh với giá rẻ về bán lại kiếm lời. Cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính Hoàng Minh Trình 10 triệu đồng và tiến hành tiêu hủy số lợn trên theo quy định của pháp luật. Hai năm qua, việc triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được các tầng lớp nhân dân huyện Phù Cử tích cực thực hiện. Đến nay, cuộc vận động đã lan tỏa rộng khắp trên địa bàn huyện và mang lại nhiều kết quả thiết thực. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Nổi bật như Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững. Tổ chức thành lập và duy trì hoạt động nhiều hợp tác xã như hợp tác xã sản xuất, cung ứng rau quả và cây dược liệu An Tịnh Phát, hợp tác xã vải Phan Sầu Nam, hợp tác xã nông nghiệp Thắng Lợi, một trong những thành viên tích cực tham gia phát triển kinh tế phải kể đến lực lượng thanh niên. Đối với thanh niên thì họ có việc làm rồi họ sẽ tập trung vào trong các công việc của mình thì sẽ tránh xa được các tai nạn xã hội. Không chỉ dừng lại ở nội dung phát triển kinh tế, giảm nghèo mà tiêu chí môi trường cũng được các thành viên mặt trận quan tâm, trong đó Hội Phụ Nữ các cấp có nhiều hoạt động thiết thực. Từ đầu năm đến nay, Hội đã có 2.000 mô hình phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình, xây dựng được trên 30 tuyến đường hoa, đảm bảo cảnh quan xanh sạch đẹp. Xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, khi mà phân loại xong thì xử lý thì chúng tôi cho vào hố rồi chúng tôi xử bằng thuốc vi sinh. Nó không có mùi thì ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Trong công tác vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đã xuất hiện nhiều gương điển hình trong việc đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, tích cực hiến đất làm đường. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm, người dân đã đóng góp trên 160 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Cuộc vận động này đã đi vào cuộc sống và đã được sự đồng tình ủng hộ cao của các cái tầng lớp nhân dân và thực hiện rất là có hiệu quả. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã xây dựng các cái chương trình, kế hoạch, các cái chương trình phối hợp với các tổ chức thành viên để cụ thể hóa cái nội dung của cuộc vận động. Thì các cái tổ chức thành viên thì cũng đã ký chương trình phối hợp góp phần vào thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ chính trị của địa phương. Có thể nói, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện Phù Cử đã thực sự phát huy vai trò tập hợp quần chúng nhân dân, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc các cấp, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tự chủ của nhân dân. Kết quả, 6 trên 13 xã đã về đích nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hưng Yên sản lượng nhãn quả tăng gấp đôi so với năm ngoái.
huyện Phù Cử làm tốt công tác dân vận ở các địa phương. Huyện Đoàn Khoái Châu có nhiều việc làm chăm lo cho thanh thiếu nhi. Kính mời quý vị và các bạn